Hello, chào tất cả cô chú anh chị yêu mến Quyền của kênh Trung Hương Đồng Tháp ha. À, lại là Quyền cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên, Quyền xin kính chúc cô chú anh chị gần xa và yêu mến Quyền qua kênh Trung Hương Đồng Tháp qua một thời gian qua. Một lời chúc thân thương, sức khỏe, an lạc cô chú anh chị ha. Và đặc biệt những cô chú anh chị chăn nuôi thành công rực rỡ và mọi điều suôn sẻ tốt lành cô chú anh chị. Và hôm nay cũng là như thường lệ, được một người anh ở vùng đất có cái tên rất là đẹp, đó là Hà Tiên của chú anh chị. Đã qua 3 tháng rồi thì cũng đã đến ngày để sắp xếp con giống giao cho anh. Thì được sự tin tưởng của tất cả cô chú anh chị thì Quyền cũng cố gắng sắp xếp con giống để giao đến cô chú anh chị cho đúng giờ, đẹp, ngày đẹp để thả con giống của chú anh chị ha. Và lúc ngày hôm nay Quyền đi giao chọn thì Quyền bắt con giống lúc 2 giờ đêm của chú anh chị. Và cái ban đêm mình có bắt con tròn lắm, thành ra nó ban đêm nó lẹ hơn ban ngày của chú anh chị. Học bây giờ vô là nó chạy dữ lắm, thành ra và cái khó khăn, Quyền được sự tin tưởng của mọi người, của cô chú anh chị gần xa, Quyền cũng cố gắng tranh thủ để bắt lúc 2 giờ đêm để sáng như thế này. Quyền đã đến Hà Tiên cô chú anh chị và đến nhà của một người anh để giao con giống cho anh. Anh đã đặt qua 3 tháng nay thì ngày hôm nay thì cũng đến ngày, ngày đẹp, giờ đẹp anh đã chọn, thì em đã tranh thủ đến cho nó đúng giờ để đúng ngày đẹp anh đã chọn ngày đó của chú chị, thì để giao cho anh. Và giờ em xem tới nhà của người anh và cô chú anh chị, và bây giờ thì mời cô chú anh chị đi tham quan cái khu của anh chăn nuôi của chú anh chị ha. Và cái nhà của anh thì có những cái công viên vườn rất là đẹp, và bây giờ Quyền sẽ đi vào để tham quan cái khu chuồng trại. Quyền đi tới đâu cũng vậy cô chú anh chị, trước khi Quyền thả giống là Quyền sẽ vô và Quyền tham quan, thứ nhất là tham quan, thứ hai là Quyền sẽ xem những cái kỹ thuật của mọi người, tại vì mỗi người làm một ý khác nhau cô chú anh chị, và có những cái hay và có những cái ưu và có những khuyết, thì ai thì làm sao để mình học hỏi cô chú anh chị. Chính Quyền cũng đi nhiều, Quyền quay đi vậy chứ Quyền cũng học hỏi được rất là nhiều từ cô chú anh chị gần xa, tại vì không phải là Quyền hay ho hay là Quyền như thế nào đâu cô chú anh chị, tại vì Quyền có tính rất là cầu thị. Nhiều khi mình làm trước nhưng mà thua những anh em làm sao cô chú anh chị, điển hình như cái trại này được cô chú anh chị, qua khung viên trại là rất là đẹp đó cô chú anh chị, thấy không? Thật sự là Quyền từ hồi đi giao giống tới giờ có cái trại này là nó chỉnh chu nhất cô chú anh chị, và nó rất là đẹp và nó rất là mát thoáng, và khi kính khi con chồn nó đã thoát ra thì không thể nào ra ngoài được cô chú anh chị, khi mình quên đóng cửa hay là mình sơ ý như thế nào, mình bắt chồn sơ ý nó nhảy ra ngoài thì nó không thể nào mà chạy ra khung viên ngoài được đó cô chú anh chị, thấy không? Ở trên thì anh đã lợp mái, hai mái và cao ráo và rộng rãi, và ở dưới thì có miếng dán cách nhiệt vô toan luôn cô chú anh chị, thành ra một cái trại rất là chỉnh chu, và Quyền sử dụng từ ngữ gọi là tuyệt đẹp để chăn nuôi cái em trùng hương này. Thì đó là một cái đánh giá của Quyền bằng cái khách quan của Quyền khi mà nhìn nhận vào cái trại của anh. Và có một khu nữa cho cô chú anh chị, đó đây là cái khu thứ hai, thì anh làm 2 dãy chuồng nhiều lắm, thì mọi thứ nó đều gọi là tươm tất và nó rất đẹp, tại vì anh là bản chất anh là một người lính, thì tất nhiên một người lính thì lúc nào cũng phải ngăn nắp gọn gàng, và em thấy nó sạch cực kỳ. Và giờ này Quyền lấy xe đẩy, Quyền đẩy con bóng giống vào để chuẩn bị đúng giờ lành để thả con giống anh chị. Và bây giờ em sắp xếp con giống đó, anh đã chỉ sắp xếp con giống để thả cho anh khúc nào ha. Thì Quyền cũng chuẩn bị bưng vào để sắp xếp theo ô để anh đã chỉ, cho nó thả cho nó tươm tất cô chú anh chị. Thì trước tiên thì em cũng phụ anh lựa những con số nè đó, những con số để mình cột số mấy đó, thành ra anh cũng rất là chỉnh chu và bài bản cô chú anh chị, thấy anh bài bản ha. Đó khi mà em đã buộc con số đã xong rồi với anh xong rồi thì giờ em quay lại em thả thôi, giờ em quay lại em thả từng ô để mình dễ kiểm soát các cô chú anh chị, số mấy nó nằm con mấy để mình
dễ kiểm soát sau này. Lúc là mình phối giống rồi cũng vậy, mình cũng dễ kiểm soát, và khi nó sinh sản rồi mình cũng dễ kiểm soát con tròn của mình, hoặc là về sức khỏe con tròn, để mình số lượng nhiều mà cô chú anh chị, thành ra mình nhớ cái ô nào số mấy để mình theo dõi quan sát, để mình để ý con đó nó sâu sát hơn. Chứ giờ mình không có đánh số của chú anh chị thì nuôi số lượng nhiều nó quên, và khi sức khỏe con tròn con này sao con kia sao mình không nhớ, thành ra mình không có quản lý sâu sát được. Bởi vì này anh cũng làm rất là bài bản và tươm tất, thì em thấy cái mẫu chuồng thì copy làm đúng như em luôn, và số đồ anh nhìn sơ một cái là anh làm theo y chang vậy luôn đó cô chú anh chị, và vòi nước và máng ăn và kể cả thức ăn luôn, và anh đã giống 100% luôn cô chú anh chị ha. Thì qua những cái lần mà Quyền đi giao tròn như thế này nè, đó trại đẹp này rất là đẹp cô chú anh chị, mình phải dùng là từ là gọi là tuyệt phẩm để chăn nuôi, mà mình nuôi con tròn thì nó sống cái thời gian tuổi thọ nó tới mười mấy năm, thì cô chú anh chị mình cũng nên làm tươm tất và cho nó chắc chắn cô chú anh chị ha, để mình không có tốn cái chi phí về cái chuồng trại cái thời gian sau, hoặc là khi mình đã phát triển đàn đó cô chú anh chị thì mình không có tốn thêm chi phí gì nữa. Anh này anh làm rất là rộng và rất là thoải mái cô chú anh chị, anh ra em nghĩ là anh sẽ thành công thôi đó. Thì qua cái giao con giống cho anh, thả con giống cho anh và đi chuồng ngựa với anh, thì mọi thứ thấy anh một người có tâm với chăn nuôi rất là tuyệt vời, và không phải anh đã chăn nuôi đâu nghe cô chú anh chị, tại vì anh làm nghề tay trái, anh là một người lính, thì nói chung là một người lính đó cô chú anh chị, người ta cái này là đam mê đó, người ta đam mê người ta làm, bây giờ thật sự ra là cái nghề tay phải của anh là cái nghề cái công việc mà nó đã ổn định vài chục năm rồi. Thì cái sự đam mê của anh thì mong mọi thứ chúc cho anh ngày của anh được suôn sẻ, và con gì cũng vậy cô chú anh chị, khi nuôi con động vật hoang dã và lo gì cũng vậy, nó cũng có nhiều cái rủi ro, thì mong cho anh được an toàn và mọi thứ phát triển cực kỳ tốt, để sự thành công sẽ đến với anh sớm trong một thời gian cô chú anh chị, và ai cũng như thế thôi, ai cũng đầu tư là mong sẽ thành công. Và khi mà Quyền đã mang con giống tới cho anh ấy, thì mình có tâm thì gặp người có tầm của chú anh chị, thì thành ra đó mọi thứ thì mong cho nó suôn sẻ, và cái người có tâm sẽ đầu tư đúng và hiệu quả của chú anh chị ha. Và đây là bây giờ Quyền kiểm tra lại những em giống đã giao cho người anh, thì coi từ vòi nước, từ máng ăn, từ coi con giống của mình nó như thế nào. Và bây giờ Quyền sẽ kiểm tra một loạt lại các cô chú anh chị, là bây giờ là xong rồi. Bây giờ Quyền kiểm tra lại hết từ vòi nước, từ máng ăn, từ con giống, từ đánh số, nó đếm kiểm tra lại như thế nào. Quyền sẽ đếm ha, cho nó chỉnh chu đâu đó đàng hoàng. Rồi Quyền sẽ xịt nước một lần nữa để rửa, để cho sạch sẽ cho người anh đi. Rồi cô chú anh chị mình thì người anh có mời đi dùng bữa, thì nó đi ra Hà Tiên thì nó cũng lỡ buổi rồi cô chú anh chị. Thì xong công việc thả con giống rồi, thì giờ anh em đã chuẩn bị đi ra để dùng bữa trưa cùng anh. Người anh này rất là nhiệt tình cô chú anh chị ha. Anh đã đặt con giống của em thì cách đây khoảng 3 tháng rồi cô chú anh chị. Khi mà anh đặt con giống thì anh chưa có hình thành được cái trại đâu, hình thành được cục gạch nào đâu. Thì qua cái ý tưởng của anh, và khi mà anh đã đặt con giống và anh đã nhìn cái trại của em và chuồng trại của em, thì anh làm rất là chỉnh chu và đẹp. Nói thật là em nhìn đẹp, cũng như cô chú anh chị thấy đẹp không cô chú anh chị? Nói chung là tuyệt đẹp, và nó sạch và nó rất là thoáng ha. Nhìn cái trại là mình ghiền liền hết cô chú anh chị. Và bây giờ thì anh em chuẩn bị đi dùng bữa trưa cùng anh, lại mời cô anh. Thì
cũng dùng bữa cơm và anh em đã trao đổi về kinh nghiệm và những cái gì em đã trải qua con trùng hương thì chia sẻ cùng anh. Và khi ra về thì em cũng chúc anh được cảm ơn anh rất nhiều đã tin tưởng và yêu mến trùng hương Quyền Hạnh. Và khi mà mọi người đã yêu mến trùng hương Quyền Hạnh rồi thì cô chú anh chị có cần con giống gì hay là cần kỹ thuật tư vấn như thế nào, điện thoại cho em và số điện thoại trên màn hình cô chú anh chị ha. Và hoặc là ở trong cái phần lịch sử, kính chúc cô chú anh chị có một ngày mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Yêu mến em, xin em cho một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ cô chú anh chị ha. Và Quyền kênh Trồng Hương Tháp xin trân trọng kính chào cô chú anh chị.